Vì sao? Vì các Bồ Tát này tâm không hành cũng không có chỗ hành, tâm không tưởng cũng không có chỗ tưởng, tâm không duyên cũng không có chỗ duyên, tâm không dính mắc cũng không có chỗ dính mắc, tâm không loạn cũng không có chỗ loạn, tâm không cao thấp, tâm không thuận nghịch, tâm không buồn, không vui, không phân biệt, lìa phân biệt, lìa samatha, tế bát xá na, tâm chẳng theo trí, tâm chẳng trụ nơi mình cũng chẳng trụ nơi khác, chẳng nương vào mắt mà trụ, chẳng nương vào tai mũi lưỡi thân ý mà trụ, chẳng nương vào sắc mà trụ, chẳng nương vào thanh hương vị xúc pháp mà trụ, tâm chẳng ở trong chẳng ở ngoài cũng chẳng ở hai bên, tâm chẳng duyên pháp cũng chẳng duyên trí, chẳng trụ ba đời cũng chẳng lìa ba đời. Đại đức nên biết các đại bồ tát hành phương tiện thiện xảo ban nhã ba la mật đa sâu xa ấy chẳng giữ một pháp, nhưng đối với các pháp trí thấy biết vô ngại, tâm hành thanh tịnh, thấy tất cả pháp đều không cấu nhiễm, không giữ tướng thấy, thấy không phân biệt, lìa các hí luận. Đại đức nên biết các bồ tát hành phương tiện thiện xảo ban nhã ba la mật đa sâu xa ấy chẳng cùng với nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn tương ưng, cũng chẳng phải không tương ưng, cũng lại chẳng cùng với tất cả thiên nhĩ, tha tâm, túc trụ, thần cảnh, các trí lậu tận tương ưng, cũng chẳng phải không tương ưng. Đại đức nên biết phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa cùng với tất cả pháp đều chẳng tương ưng, cũng chẳng phải không tương ưng. Các đại bồ tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp được trí bình đẳng kéo quán tâm hành của tất cả hữu tình đều như thật biết tất cả nhiễm tịnh, cũng không quên mất 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên công đức của chư Phật. Các Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo ban nhã ba la mật đa sâu xa ấy, tâm không dụng công nhưng đạt tất cả pháp, vô tâm ý thức, thường tại tịch định, chẳng khởi tịch định, giáo hóa hữu tình, làm các Phật sự thường không ngưng nghỉ. Đối với pháp của chư Phật được trí vô ngại, tâm không nhiễm trước, thì như